Thưa quý vị, diễn biến mới nhất về vụ Thầy Long trấn yểm Covid-19. YouTube đã chặn 13 video trên kênh Thầy Long được đăng tải từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 17 tháng 9. Theo ghi nhận, còn khoảng 200 video tuyên truyền mê tín dị đoan, quảng cáo dịch vụ bói toán trên kênh Thầy Long 0984 133 133 vẫn còn tồn tại. Đây là kênh YouTube có 112.000 lượt người theo dõi kênh. YouTube thuộc sở hữu của ông Lương Chính Khang, hiện ngụ quận Bắc Từ Liêm Hà Nội còn được gọi là Lương Gia Long. Đường link của các video bị chặn hiển thị thông báo của YouTube, video không có sẵn, nội dung này chưa có trên miệng của quốc gia này do có khiếu nại pháp lý của chính phủ. Trước đó, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ký giấy mời ông Khang lên làm việc vào ngày 6 tháng 10, khi người này kết thúc thời gian cách ly y tế theo quy định. Hiện Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tiếp tục ra soát tài khoản mạng xã hội của người đàn ông này và sẽ phối hợp sở văn hóa thể thao để xử lý nếu có sai phạm. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 9, tỉnh Hà Nam ghi nhận 13 trường hợp mắc Covid-19. Thế nhưng cô gái này lại đăng tải lên Facebook cá nhân với nội dung là hẳn 100k rồi toan. Hiện việc này khiến dư luận vô cùng hoang mang. Và cuộc xác minh, cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam đã làm rõ và mời chủ nhân tài khoản đăng tin sai sự thật này lên làm việc. Sau khi được giải thích, cô gái này đã nhận ra việc làm của mình là vi phạm từ đồng gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm lần sau. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính người này số tiền 7,5 triệu đồng. Công an tỉnh Hà Nam cũng khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội cần chấp hành đúng quy định của pháp luật, đồng thời lựa chọn những nguồn thông tin chính thống để đăng tải, chia sẻ, nhất là thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19.